Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2021 của tuổi Mão chi tiết chính xác nhất về các phương diện sự nghiệp, tài vận, tình cảm, sức khỏe tử vi từng tuổi Mão, phong thủy, sự nghiệp khai vận, kết luận. Tử vi 12 con giáp tháng 9 âm lịch rơi vào khoảng thời gian từ ngày 6 tháng 10 đến ngày mùng 5 tháng 11 dương lịch. Trong đó có 9 ngày đầu do Tân Kim làm chủ, 18 ngày cuối tháng do Mậu Thổ nắm quyền. Là tháng Mậu Tuất ngũ hành Thổ vô cùng thịnh vượng. Đặc biệt tháng Mậu Tuất có ngũ hành Thổ là Dương Thổ nên sẽ mang trong mình sự khô khan nóng nảy. Có nghĩa là những người tuổi Mão, Mùi Tuất sẽ gặp nhiều áp lực và sự thay đổi. Những người may mắn nhất phải kể đến mạng Mộc lúc này tài tinh rất vượng, đem đến nhiều cơ hội về tiền bạc và đầu tư dành cho các bạn. Hãy nắm lấy cơ hội thì sự giàu có sẽ đến người mạng hỏa cũng được coi là cầu tài tốt nhưng thị phi sẽ nhiều chuyện tình cảm nam nữ không được như ý người mạng kim thì sinh ấn tinh vượng nên khá bận rộn nhiều việc phải suy tính nên dễ nảy sinh áp lực và cảm xúc tiêu cực dù nam mạng hay nữ mạng thì cũng đều khó khăn tài chính bình thường đặc biệt bạn lại không có nhiều khao khát kiếm tiền có khuynh hướng ỷ lại vào người khác người mạng thủy thì có nhiều việc phải làm bận rộn buôn ba tử vi tháng 9 âm lịch năm 2021 tuổi mão cũng là con giáp khá may mắn vào cuối tháng. Cả đầu tháng không được nguyệt lệnh che chở thiên tài lâm hãm địa. Bạn nên tận dụng quan hệ lục hợp với thái tuế để thay đổi vận mạng đầu tháng. Từ ngày 16, 17 và 18 tháng 9 bạn được nguyệt lệnh đinh hỏa tiếp thêm chút may mắn. Đến cuối tháng cung mạng rơi vào một dục vận, chính quan mang tới điểm lên trước lên lương. Người độc thân sẽ có đón nhận cơ hội tình cảm mới khi đào hoa tinh xuất hiện. Cát vận. Lục hợp điểm có quý nhân hỗ trợ, giúp đỡ, gặp khó cũng hóa thành may. Chính quan tốt cho công việc, dự báo điểm thăng tiến. Đào hoa tốt cho vận tình cảm, khả năng sẽ gặp được người trong mộng. Hung vận. Thiên tài hãm địa, có cơ hội kiếm tiền nhưng sức tập trung vào công việc không cao. Sự nghiệp. Đầu tháng. Thời gian từ ngày 6 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 dương lịch tử vi tuổi mão đầu tháng 9 âm lịch thiên tài lâm hãm địa khiến sự nghiệp gặp trắc trở. Người có thiên tài thường có ưu điểm khảng khái, rộng lượng. Nhưng vì ngũ hành không thuận nên người tuổi mão trở nên khó tính và xét nét. Về quan hệ nguyệt lệnh người tuổi mão được quý nhân lục hợp che chở, vận trình tương đối bất lợi. Bạn chịu ảnh hưởng từ tính cách nông nổi, hay thay đổi và không kiên trì trong mọi việc gây ra nhiều khó khăn. Khi làm việc bạn không tập trung và hành sự bất định khiến hiệu suất làm việc giảm xuống đáng kể. Người tuổi Mão cần tránh tính cách soi mói, gặp chuyện thì quyết không buông tha đối phương. Mọi việc nên học cách nhẫn nại, bớt đi đường vòng, tập hành sự thẳng thắn thì sẽ gặp thuận lợi hơn. Cuối tháng. Thời gian từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11. Vào khoảng thời gian này sự nghiệp đáng để kỳ vọng, với chính quan tọa mạng người tuổi Mão khá nổi bật về tính trách nhiệm cũng như sự tuân thủ tuyệt đối quy định nghề nghiệp khi làm việc. Bạn có khả năng kiềm chế bản thân khá tốt, tránh được hầu hết những cuộc tranh cãi trực diện gây xấu cho sự nghiệp. Tài vận đầu tháng. Thời gian từ ngày 6 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 dương lịch. Đầu tháng tuất âm lịch, mặt tài lộc của bạn tiêu tốn khá nhiều cho những buổi gặp mặt tụ tập ăn uống. Thiên tài lâm suy vận khiến người tuổi Mão trở nên sĩ diện, thích dùng tiền để mua quan hệ với mọi người bản tính khó khăn, hay soi mói giấy tờ sổ sách nên mặt kiếm tiền không được ủng hộ nhiều. Cuối tháng. Thời gian từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11. Tử vi tuổi Mão cuối tháng 9 âm lịch về vận tài lộc của người tuổi Mão có chính quan lâm vào đại vận. Có thể thấy cách bạn sử dụng đồng tiền lành mạnh hơn, cách kiếm tiền cũng có kế hoạch mạch lạc, rõ nét. Các giấy tờ con số luôn được người tuổi Mão tính toán và sắp đặt gọn gàng, chi tiết. Tuy nhiên vì chính quan khá bảo thu nên mặt kiếm thêm của người này không được phát triển lắm. Tình cảm Đầu tháng Thời gian, từ ngày 6 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 dương lịch. Lúc này chuyện tình cảm gặp sóng gió. Người độc thân thì ham chơi, thích gặp gỡ qua loa hơn là thật sự động trái tim mình. Người có gia đình bị thiên tài ảnh hưởng nên quá xét nét và khó tính với mọi người xung quanh. Không khí trong nhà luôn căng thẳng, người thân áp lực và không chia sẻ với nhau. cuối tháng. Thời gian từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11. Tử vi tuổi Mão tháng 9 âm lịch tình cảm thiên về truyền thống. Trong các buổi gặp gỡ người tuổi Mão thể hiện được tính cách trầm mặc, điềm tĩnh đáng tin cậy. Vận nhân duyên của bạn vì thế phát triển dần và có trình tự. Quan hệ xã giao tốt, bạn nổi tiếng là người mực thước và cư xử có chừng mực. Duyên phận chủ yếu được mọi người yêu quý mà giới nhiều phần nhiều. Đào hoa hung tinh nhập mạng gây nhiều sóng gió cho vận tình cảm của bạn dù vận tình cảm có thập thần lâm cát địa nhưng người này không được mất cảnh giác. Quan hệ gia đình hòa thuận, nhớ chú ý các mối quan hệ với người khác giới, tránh xuồng xã, thân thiết quá mức. Sức khỏe Tử vi tháng 9 âm lịch rơi vào tiết xương giáng. Tiết xương giáng là thời điểm cuối thu, thuộc ngũ hành kim căn cứ vào quan địa dưỡng sinh theo đông y thì cần chú trọng nhất là các nội tạng ben trong cơ thể như gan, tim, tỳ, phổi, thận, lấy ngũ bù ở bốn mùa làm cơ sở chính, xuân muốn thăng bù, hạ muốn thanh bù, trường hạ muốn nhạt bù, thu muốn bình bù, đông muốn ôn bù. Tiết xương dáng lấy bình bù làm nguyên tắc dùng ẩm thực để bồi dưỡng cân bằng âm dương trong cơ thể, không quá vượng dương cũng không quá thịnh âm. Người xưa tích lý rằng, dưỡng sinh cả năm không bằng bồi bổ trong tiết xương dáng, vì thế hãy lưu ý để có một cơ thể khỏe mạnh. Chú ý bệnh về đường hô hấp nên ăn các loại quả bổ phổi trơn họng như lê, táo, quả chám, bạch quả, ngân hạnh, hành tây, rau cải, củ cải. Kết hợp với xoa bóp nghênh ương huyệt hai bên cánh mũi. Hàng sáng luyện giọng để thông phổi, nhuận họng, tiêu đờm. Tử vi từng tuổi mão. Tử vi tân mão, 2011. Tân mão gặp khó khăn khi làm việc nhóm. Tính tình thiếu vị tha khi bạn bè gặp một lỗi nhỏ nhặt. Tử vi kỷ mão. 1999. Kiếm tiền khó mà chi tiền càng khó khăn, nhiều ràng buộc khiến người tuổi mão cảm thấy không được thoải mái về tiền bạc. Tử Vi Đinh Mão, 1987. Đào hoa răng lối, bạn dễ gặp được một ai đó khiến cho mình rung động. Tử Vi Ất Mão, 1975. Có thể thấy ham muốn về quyền lực tăng cao, khiến bạn làm việc tính cực hơn bình thường. phong thủy. Tử vi tháng 9 âm lịch năm 2021 tuổi mão về mặt phong thủy, các ngôi sao may mắn sẽ bay về hướng Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc. Ngôi sao tổn thất về tiền bạc số 7 nay được thay thế ngôi sao số 8 cư ngụ ở hướng trung tâm trong căn nhà. Nó ngụ ý rằng bạo lực, mất mát và sự phản bội sẽ tập trung ở vị trí này. Vậy nên chúng ta cần phải giữ cho vị trí này được sạch sẽ và yên tĩnh nhất. Tại nơi làm việc ngôi sao số 7 có thể khiến cuộc sống văn phòng trở nên khó chịu, đồng nghiệp mưu mô thị phi căng thẳng. Hướng Tây là hướng chính yếu duy nhất may mắn trong tháng này. Ngôi sao thịnh vượng của năm được kích thích sẽ thúc đẩy tiền bạc và vận may đầu tư. Bất cứ ai chơi thị trường chứng khoán đều cần phải quan tâm đến lĩnh vực này. Bệnh tật. Tháng này ngôi sao đại diện cho bệnh tật bay về hướng Nam nên những gia chủ có phòng ngủ ở hướng Nam thì nên thận trọng tình hình covid đang diễn biến khó lường hãy tiêm phòng khi có thể và tránh vị trí hướng nam của căn nhà có màu đỏ sự nghiệp hướng tây nam là hướng mang lại may mắn và sự thành công khi mà những người có vị trí nhà ở quay mặt về hướng tây nam thì bạn sẽ sáng tạo và giỏi giang hơn nhưng nhớ rằng không nên đặt quá nhiều ngũ hành mộc tại đây nếu không mâu thuẫn gia đình sẽ trở nên nghiêm trọng khai vận Số may mắn, 3, 4, 1. Màu may mắn, màu xanh lá cây, màu xanh nước biển, xanh dương. Quý nhân, tuổi tỵ tuổi ngọ. Tiểu nhân, tuổi mão, tuổi dần. Kết luận. Trên đây là tử vi tháng 9 âm lịch năm 2021 tuổi mão, hy vọng quý độc giả đã có được cho mình những thông tin hữu ích về vận mệnh của tháng này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mong quý bạn sẽ khởi sự một tháng mới tốt.